Chúc đại gia đình chúng ta an lạc với A Di Đà Phật. Những đức kể vị nghe câu chuyện khi đại sư Liên Trì là vị tổ sư lúc ngài còn trẻ, ngài cũng đến nhà một cái người này, thấy bà cụ này mỗi ngày lễ Phật cũng như chúng ta mỗi ngày lễ Phật tại nhà gì đó quý vị. Thì đại sư Liên Trì ngài hỏi bà lễ Phật gì được lợi ích gì? Thì bà lão này bà trả lời nói rằng là hồi đó mà tôi thấy chồng tôi khi mỗi ngày ông niệm là Phật lễ Phật, tôi cũng nghĩ ông lễ Phật được lợi ích gì ta. Nhưng ông cũng khuyên tôi niệm Phật lễ Phật, nhưng tôi không nghe. Nhưng khi sau này tôi thấy cái sự lợi ích khi cận tử nghiệp của ông khác người. Nghĩa là người ta đa phần chết thì vất vả khổ đau, khó chết. Nhưng riêng ông nhà tôi thì tỉnh táo đi chào người. Rồi xong rồi ông về tắm rửa sạch sẽ đàng hoàng, thay đồ xong ra đi, rất là an tường. Từ đó về sau tôi mới nhận thức được rằng là niệm Phật lễ Phật là một việc rất đặc biệt. Và kiểm định lại cái cuộc sống của ông nhà, ông rất là an vui, rất tự tại. Ông không có nặng nề bất cứ cái việc gì như tôi. Khi kiểm định lại thì thấy rằng niệm Phật lễ Phật tốt. Nên tôi bây giờ cũng mỗi ngày niệm Phật lễ Phật. Mong rằng cuối cuộc đời cũng ra đi đặc biệt tốt đẹp như ông. Nên một câu Phật hiệu niệm đến cùng này hay lắm quý vị. Bữa nay chúng ta học đến tập 4. Nên vì nhớ là một câu Phật hiệu này sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề. Nếu như bây giờ quý vị ở nhà mà rảnh hoặc là thất nghiệp đi, mà nếu mà được niệm Phật lễ Phật này thì đúng là đặc biệt quá. Có khi thất nghiệp lại là một việc tốt cho người niệm Phật lễ Phật. Tại vì niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Mình được niệm Phật lễ Phật quý vị, phước sanh vô lượng, đến khi đủ nhân duyên rồi tự nhiên nó thịnh vượng. Mà mình cũng không cầu gì thịnh vượng ở cõi đời này, nhưng có phước thì nó thịnh thôi. Mình chỉ cầu sanh cực lạc thôi. Nên những người niệm Phật lễ Phật như chúng ta mà được thất nghiệp thì cũng là tốt. Có nhiều người nói rằng thất nghiệp biết cơm đâu ăn mà tốt. Nhưng lạ thấy vị niệm Phật lễ Phật lại người nhà làm được chuyện mới lạ chứ. Khi hai người cùng làm thì cuộc sống nó vẫn là như vậy. Khi một người niệm Phật lễ Phật thì người kia làm lại làm có tiền nhiều hơn. Cái cuộc sống nó quân bình quý vị. Nó lạ vậy đó. Mà khi đi làm về xong về gia đình lại gọi là cảm giác được sự bình an. Vì gia đình mình có một tiếng cười rạng rỡ. Khi mình đi làm về gặp họ cái là mình thấy vui cười. Là vì mỗi ngày họ tích năng lượng. Phải tin chỗ này 100%. Gia đình mà chỉ cần có một người niệm Phật lễ Phật. Thí dụ như lúc trước 3-4 người đi làm hết đi, tiền nó vẫn kiếm là như vậy thôi. Sống cũng thiếu thiếu vậy. Nhưng mà khi gia đình mà có một người chịu ở nhà niệm Phật lễ Phật đàng hoàng nha, thì một người làm thôi tự nhiên 3-4 thành viên trong nhà sống đầy đủ. Nó không có bị cái việc trở ngại gì hao hết tiền bạc. Còn khi 3-4 người đi làm nhưng là hao hết tiền bạc. Thí dụ như cái phước mình như cái ly vậy. Nếu như mà giờ có đổ nước nhiều cái nào thì cũng đầy ly thôi. Nhưng nếu phước của mình lớn bằng cái lu thì nó sẽ chứa như cái lu thôi. Còn nước mình mà lớn như cái sông, như biển, thì thật sự mà nói thì phước báo gọi là vô lượng. Nên mỗi ngày niệm Phật lễ Phật á, là một cái việc làm đặc biệt tuyệt vời. Dưỡng tâm, dưỡng thân của mình và dịu tâm của người mình lại.
Quý vị mà niệm Phật lễ Phật giết rồi người quý vị sẽ hiền bớt đi, không buồn giận người khác để trong tâm. Nhớ kỹ nghe, cái này là chắc chắn luôn đó. Mà khi không buồn giận người khác để trong tâm là vì sẽ nhẹ nhàng cái tâm. Vì để ý, mình buồn giận người khác để trong tâm là mình sẽ nặng tâm dữ lắm, nặng nề và khó chịu vô cùng. Nếu như những đức mà buồn giận người khác để trong tâm, sao đem Phật Pháp chia sẻ cho vị nghe. Nhưng mà lúc nào những đức bực bội cái gì, những đức sẽ nói cái bực bội cho vị nghe đó, nó tác động ra. Còn khi mà những đức mà niệm Phật vui vẻ an lạc thì những đức đều nói việc niệm Phật thôi. Nên cái việc mà chia sẻ Phật Pháp là cái tâm quý vị sao nó sẽ sanh ra gì đó. Nếu như cái tâm quý vị u uất nặng nề, dù quý vị có giảng kinh nó cũng sanh ra chỗ đó. Đọc kinh nhưng giảng ra đó, tại vì tâm nó sanh ra. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nếu tâm nó chắc chứa cái gì thì dù quý vị có đọc kinh hay gì nó cũng giảng ra cái đó. Nó lấy kinh lại lý giải sân si, lấy sân si lại lý giải kinh, ngộ vậy đó. Hai cái đó nó hợp tác lại nhau, mà tại tâm mình mà sanh ra thôi. Còn nếu tâm mình mà niệm Phật lễ Phật thì mình nói chuyện mình sanh câu Phật hiểu ra, sanh câu Phật hiểu ra. Tại vì mình vừa niệm Phật lễ Phật, mình được áp vào cái tâm mình, nên cái tâm mình nó sanh ra câu Phật hiểu, mình nói ra cái chuyện niệm Phật đó. Nên từ nơi đó mà cái việc niệm Phật là cái việc đặc biệt tuyệt vời. Mà khi mình niệm Phật mình ăn cũng ít nữa, mà ăn ngon, ăn ít mà ngon. Quý vị nhớ, khi bị dùng phương pháp niệm Phật lễ Phật này mà dịu tâm, mà niệm cảm thấy an lạc, mà niệm khi nghe câu Phật hiệu mà cảm thấy mùi thích là tu vô rồi đó. Thật sự khi bị niệm Phật lễ Phật mà vì nghe tiếng niệm Phật như đức mà nghe mùi á, nghe mùi á, nghe hay á là tu vô. Còn lúc quý vị niệm Phật lễ Phật mà nghe tiếng niệm Phật nó nghe chán ngấy là tu không vô. Để ý vậy đó thì biết liền như đâu à. Nên từ nơi đó mà ví dụ như ông Đức Hòa mà ông niệm Phật mà lễ Phật mà ông nghe tiếng niệm Phật mà ông nghe mùi ông say đắm đó, là vô rồi đó. Đạt hay là Liên Hoa được, nghe niệm Phật lễ Phật mà nghe vô là đạt. Nên dù mình một ngày tu mấy thờ nhưng khi mình niệm Phật lễ Phật và phải tư nhớ, chắp tay ngay ngắn đàng hoàng, xá xuống đàng hoàng, nghiêm túc một thờ. Chứ không phải là vừa lễ mà nhìn giáo giác là bậy tầm bạ, sợ trộm vô nhà rồi đó, không phải đâu. Kiểu ra cái cảm giác gì có Phật hiệu nó không sâu sắc. Dù một ngày 4 năm thờ luôn, thờ nào cũng phải nghiêm túc thì tức khắc tiếng niệm Phật sẽ nghe hay. Tại vì khi mình nghiêm túc là mình thành kính đó. Tới một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Không có tâm thành kính dù có Phật niệm bây giờ quý vị cũng không đạt được. Cái tâm thành kính là cái học tập đạt nhất, đúng không? Nên khi cái tâm thành kính thương chúng sanh thì mỗi người mình gặp mình đều học được. Thí dụ như quý vị mà chỉ cần có tâm học tập và có tâm thành kính đi, quý vị đi ra đường mới gặp cái gì cũng là Phật Pháp chứ. Nên khả năng những đức mỗi ngày có thể thuyết pháp xuyên suốt cũng được, không sao. Vì gặp cái gì cũng là có thể lý giải Phật Pháp được đó. Nên khi mà học Phật mà vậy nó an lạc, nó thích dữ lắm. Đa phần con người chúng ta là nó bị bế tắc cái tâm, rồi nó nhìn cái gì cũng sanh phiền não. Nên từ nơi đó mà học Phật cảm thấy cũng chán nản luôn, muốn bỏ học, không muốn học Phật Pháp. Nhưng mà thấy cái gì cũng là Phật Pháp thì tức khắc sanh ra cái tâm an lạc thích. Thích, hiểu không? Giống như bây giờ cô Thiên An cô là niệm Phật lấy Phật, thằng con trai cô nó chạy vòng vòng, lâu lâu nó chạy lại đi, đó cũng là Phật Pháp chứ không phải chuyện diễn chơi đâu. Anh làm mọi cách, làm cách này cách kia cách nọ đủ thứ chứ đó. Nên từ nơi đó mà đó cũng là một cái cách thử thách mình đó, chứ không phải chuyện diễn chơi đâu. Nè, quý vị thấy không, có khi đứa con quý vị lúc nó còn nhỏ nó sẽ dùng cái tình thương đến quý vị. Quý vị có cực cỡ nào quý vị cũng chịu đựng được, khổ cỡ nào cũng phải lo cho nó. Thí dụ như quý vị làm cái gì mệt, nó chỉ cần chạy là nó ôm vì nó hung quý vị thôi. Cái tình thương đó đó mà quý vị có thể khổ đau gì họ đó, nhưng mà khi nó bỏ tình thương đó vào rồi, đến một ngày nào nó đòi lại, đến một ngày nào đòi lại. Bây giờ nó chưa có chỗ để đáp cái tình thương vào, nên nó dành hết tình thương cho mình.
Nhưng khi nó lớn lên, nó có cái chỗ để nó bỏ tình thương vào, thì lúc đó nó xa cách mình. Nên mình phải hiểu được cái tình thương ở cuộc đời này nó là giả tạm. Hiểu chưa? Giống như người ta chưa có bến đậu thì người ta đậu ngay mình. Nhưng khi người ta đã có bến đậu rồi là người ta đậu chỗ khác. Chỉ có người tu hành, người niệm Phật của mình nè, mình thật lòng mình muốn sanh cực lạc, mình mới có thể chân thật nhiệt tình đến với nhau bằng cả tấm lòng. Còn có người mà không có tu hành thì lúc người ta bơ vơ thì người ta tìm chỗ đậu. Nhưng khi người ta đã có chỗ đậu là người ta buông mình ra. Đứa con mình nó cũng vậy đó. Nó thật sự đến một ngày nào nó có lớn lên, nó có vợ, thử nó lỡ nó thân thiết bên mình, nó không chịu đâu. Mình kêu là mẹ biểu của con, đừng nói có vợ, nó lớn lên 15, 16 tuổi thôi, 12, 13 tuổi nó chỉ cần biết cầm điện thoại thôi, là chiếc điện thoại sẽ hơn mẹ nó đó. Không phải đứa con nào cũng vậy đâu. Nhưng quý vị sẽ chờ xem, đừng nên cảm thấy bực bội, chửi bới sùm, khỏi đi. Bây giờ nó còn nhỏ xíu xíu vậy đó, nó làm những điều gì đó. Nên cái con quan gia nó đến với mình là ban đầu nó phải bỏ tình cảm vào, chứ không có bao giờ mà nó đi sẵn với mình nhé. Nó sẵn với mình thì bản thân mình thì xa cách nó sớm. Nên nó cực khổ nuôi con là gì? Nó làm những điều mà mình phải thương nó thôi. Nó làm những điều mà mình quá thương nó thôi. Nên mình cảm thấy dù mình có cực cỡ nào đi chăng nữa, mình cũng cảm thấy chấp nhận, rất là chấp nhận. Nên khi mình mang bầu nó khổ lắm. Nhưng mà tại sao mình chịu mang bầu? Vì mình cảm thấy đó là một cái sự thiêng liêng gì đó, đối với một cái tình thương với người đàn ông của mình. Nên mình mang cái bụng bầu nặng, nhưng mình thấy cái sự thiêng liêng gì đó, thấy không? Rồi mình vì cái người mình thương yêu mà mình sanh cho anh một người con, bản thân mình dù khổ mình chịu đựng hết. Chứ thật sự mà lâu lâu mình ăn không tiêu thôi, bản thân mình đã cảm thấy khó chịu. Không chỉ mang một cái bụng bầu bự như vậy nó khổ cỡ nào, ngủ nghe cũng khó khăn chứ đâu có đơn giản đâu. Nhưng mà chịu 9 tháng 10 ngày, gần 10 tháng chờ đâu có đơn giản. Rất là khổ. Nhưng chỉ vì cái sự thiêng liêng đó thôi, vì tình thương đó thôi, vì cái giọt máu trong bụng mình mong một ngày nào nó xuất hiện trong cuộc đời mình, nó sẽ như thế nào. Sự mong chờ đó mà mình chấp nhận, cứ chờ thời gian đó, mong thời gian thấy được đứa con trong bụng mình xuất hiện trong cuộc đời của mình. Thật sự nhà Đức nghĩ rằng nhiều người mẹ, nhiều người cha đều có cái tâm đó đó, đều có cái tâm đó đó quý vị à. Và lo nữa chứ, lo đứa con khi mình sinh ra nó có lục căn đầy đủ hay không nữa chứ. Nên khi sanh ra đứa con mà nó bị tật nguyền, đau xót lắm, thật sự rất là đau xót. Nên từ nơi đó mà cái tình thương ở cuộc đời này nó thương thành hạn là vì sao? Vì mình bỏ vào tình thương nó quá nhiều. Nếu mà không có Phật pháp nó giải cái độc đó đó, thì cái hạn của mình nó kinh lắm. Tại vì mình dành tình thương cho người ta nhiều quá, mà ta đối xử với mình tệ quá nên mình hạn người ta chứ gì, gọi là thương hạn. Thương nhiều hạn nhiều, thương ít hạn ít. Còn đối với người xa lạ mình đâu có thương đâu, mình cũng không cần gì hạn làm gì. Nên tất cả những cái hận thù trong cuộc đời này và ghen tuông đều là từ sanh thương ra mà có, từ cái thương mà có, hiểu chưa? Gọi là thương hận. Nên câu Phật hiệu này là viên thuốc giải cái độc đó đó. Tình thương nó cũng là độc, mà hận nó cũng là độc. Chỉ có tình thương của Phật A Di Đà, tình thương của Phật pháp, tình thương của trí tuệ trong Phật pháp nó không có hận. Vì tình thương đó là tình thương phù hợp vào nhân quả, đủ duyên đến để thương, và hết duyên xa thì thôi. Nó là do cái trí tuệ nó mới quán triệt được tình thương khổ đau của cõi ta bà, hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà mình học Phật rồi, tự nhiên á mình hữu tình chúng sanh. Như những đức nói là bản thân những đức cảm thấy có duyên với người nữ nhiều và thấy thương họ, thông cảm và thương. Có khi họ gần gũi mình cũng có những cái họ quý mến mình cũng phiền phức lắm chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nhưng mà mình có khi cũng bực bội đó, nhưng mà rồi cũng thấy thương. Thực sự mà nói cũng thấy thương mà tội nghiệp quý vị. Nên bản thân những đức nuôi chúng nhiều nên những đức hiểu người nhiều, gần nhiều người nữ, hiểu tính của người nữ,
từ trẻ cho tới già hiểu tính hết. Nên thông cảm là điều đặc biệt nhất. Nên không có bao giờ mà buồn giận họ để trong tâm lâu. Có bực bội hồi xưa coi chúng nữ nhiều có khi cũng bực bội, nhưng mà không có để trong tâm, vẫn là thương à. Nên á, cái nơi của Hòa Thượng ngày xây tiếp tục là nơi những đức khuyến thỉnh Hòa Thượng. Có nhiều người ta nói rằng thầy nuôi nhiều người già như vậy rồi mà chưa đủ cực sao, còn thỉnh Hòa Thượng làm thêm làm chi nữa. Những đức nó không thấy cực, thấy ý nghĩa chứ không thấy cực. Nghĩa là khi duyên mình đã hết thì thôi, chứ thật sự thấy đó là ý nghĩa. Ý nghĩa vì như đức cứ nghĩ rằng một đời người cũng sẽ đi qua thấy vậy, nhưng mình thì cũng qua một đời mà thấy nó mừng. Nếu như đức không gặp Phật pháp thì bây giờ như đức cũng là thanh niên ăn nhậu bê tha thôi. Nên như đức thấy Phật pháp hay, dù ai có nói Phật pháp như thế nào là vì con người hành pháp của chúng ta không đạt thôi, chứ Phật pháp thì rất đặc biệt thật sự. Nếu như Phật pháp mà không đặc biệt làm sao có thể du nhập đến tất cả quốc gia trên thế giới đều tiếp nhận Phật giáo. Vì Phật giáo có một cái khả năng đặc biệt, đó là gì biết không? Có một cái lời dạy tuyệt vời, đó là du nhập để sống. Có nghĩa là hòa hợp để sống trong mọi hoàn cảnh. Cái đặc biệt của trí tuệ Phật pháp là ngay chỗ này nè, hòa hợp trong mọi hoàn cảnh để sống. Và Phật pháp nó có một nền giáo dục dạy cực kỳ hay luôn, nếu ai tiếp nhận được thì tuyệt vời lắm. Vì đi đến đâu cũng đặc biệt lắm. Thí dụ như vì sống ở thành phố thì sống cuộc sống sang giàu, vì sống hoàn cảnh nào vì theo giống đúng hoàn cảnh đó. Nhưng khi vì trở về miền quê, quý vị sẽ biết chọn vài bộ đồ về quê bạn phù hợp. Thí dụ như mình ở thành phố đi, ở trong cái hoàn cảnh đó mình phù hợp, mình bận đầm, bận riếp, bận đồ sao đó là phù hợp vào hoàn cảnh đó. Nhưng mình đi đến đám ma thì mình bận đồ đúng cái đám ma. Mình đi đến cái đám cưới bằng đồ theo cái đám cưới. Thí dụ mình có điều kiện sang giàu, nhưng mình đừng bao giờ đặt vấn đề mình sang giàu gì. Rồi bản thân mình đi về quê mình cũng bận đồ xe xua như vậy. Cảm thấy người miền quê người ta cảm thấy khổ quá. Cuộc đời người ta cảm thấy nó quá cằn cù, quá khổ. Mình lại không nhìn nhận được điều đau khổ đó của người ta, mà mình chỉ biết mình như vậy thôi. Thật sự mà nói, cái sự hào nhoáng, cái sự khoe sắc của mình nó phải đúng nơi đúng chỗ, chứ nó không cần thiết phải là không phù hợp chỗ mà đi khoe sắc làm gì. Thật sự mà nói, nên nếu mà quý vị học được Phật pháp thì rất hay. Thí dụ như giờ mình ở thành phố mình có ăn diện cỡ nào, bận đồ lè lẹt cỡ nào, nhưng mình trở về quê, mình đi với một người bạn nào về quê, mình nên chọn vài bộ đồ kín đáo đàng hoàng, mình bận dép mình mang dép thấp lại một chút, để cho người miền quê thấy người phụ nữ này có cái nét sang trọng nhưng mà rất hòa nhập. Mình bước vào nhà, ta nhà miền quê, ta có cái nhiều căn nhà nhỏ đi. Nhà bạn mình dẫn đến nhà nhỏ đi. Mình bước vào mình không có nhúng chề, chê. Hoặc là mình nói thôi đi kiếm khách sạn hay kiếm nhà nghỉ gì nghỉ ngơi. Nhà nhỏ quá, chật chội quá. Dù là một ngày, một đêm gì đó mà mình ở cũng là tình người. Còn nếu mà mình đã đến nhà bạn bè mà mình đi ra nhà nghỉ mình nghỉ, mình nói là sợ làm phiền người ta, nhưng trong thâm tâm người ta nghĩ mình chê nhà người ta. Đó là cái phản cảm khi mình đến gặp con người. Nếu như quý vị có thể nhận thức được Phật pháp gì thì cái lối sống quý vị quá đặc biệt luôn. Gặp ai, tiếp xúc con người nào người ta cũng thương quý vị. Gặp hạng người nào cũng hòa nhập được để sống. Đó mới là lối sống trí tuệ. Chứ không phải mình chỉ biết mình thôi đâu. Bây giờ quý vị để những đứa vào cái chỗ ở nào những đứa sẽ ở được. Nếu những đứa cảm thấy những đứa không thích nghi, những đứa không chấp nhận thì những đứa sẽ khéo léo tìm cách để từ chối. Thật sự luôn á. Nên từ nơi đó mà Phật pháp dạy rất hay. Phật pháp có một nền giáo dục cực kỳ đặc biệt, và câu Phật hiệu này là trí tuệ. Mà trí tuệ này nó cho quý vị áp dụng vào cuộc sống, quý vị áp dụng vào cuộc sống. Cái người đàn ông, quý vị biết họ phải có một cái tố chất của đàn ông. Dù những đức đi tu, dù cho những đức thương người, nhưng có những lúc những đức rất là mạnh mẽ và quyết đoán. Khi những đức gầy la lên một tiếng, những đức nghiêm túc đàng hoàng. Đó mới là đặc biệt. Tại vì sao? Dù thương nhưng mà cảm giác mình phải thấy sợ một chút. Còn nếu như thương mà không có cảm giác vì sợ hãi gì hết thì tức khắc con người mình lâu ngày nó leo. Nên đó là cái mà mình sống nó phải có cái rõ ràng.
gần gũi thương yêu nhưng cần thiết nghiêm túc thì phải là nghiêm túc. Vậy nó mới đúng đó. Nên bản thân nhà Đức á, dù đời đạo gì, từ bây giờ nhà Đức sống nhất định là có ý nghĩa. Phải sống ý nghĩa. Nên nhà Đức từng nói rằng mình phải sống ý nghĩa để buổi ra đi mình nở nụ cười chứ. Vì cuộc đời này mấy mươi năm ngắn ngủi, chưa được trăm năm mình chết. Sống sao ý nghĩa. Nhà Đức nói mỗi ngày mình niệm Phật lễ Phật gì là quá ý nghĩa vậy. Quá ý nghĩa đó. Thế vị nên trân quý cái nhân duyên đặc biệt này. Và những gì buồn giận người khác để trong lòng nên buông bỏ ra đi. Bỏ đi. Đừng để trong tâm. Nó không có đặc biệt gì đâu. Còn nếu như quán thân giới chủ mình mà nghe gì cũng buông cái tâm hận thù đi. Nhà Phật dạy quan gia nên giải đừng nên kết mà. Thấy không? Quý vị coi. Một câu Phật hiệu mình niệm mình muốn sanh cực lạc. Và một câu Phật hiệu này cũng là nền giáo dục để mình sống trong cuộc đời này luôn. Cái thế giới cực lạc gì sao tốt gì? Vì giáo dục tốt. Giáo dục tốt. Giáo dục thiện. Những Đức nói một gia đình thôi mà có người sống hai mặt, gia đình nó cũng tan nát, không chỉ là một tổ chức. Hay biết gì sao ngày xưa những Đức ở một tổ chức mà phát triển nhiều? Vì tổ chức những Đức ở là quy nhất quý vị. Quy nhất. Nếu như một tổ chức mà con người sống hai mặt và nghi ngờ nhau, và nếu như có người tu mà len lỏi để nghe đầu này nói đầu kia, nghe đầu kia nói đầu nọ, bằng mặt đầu này mà không bằng lòng đầu này, sai liền. Bằng mặt mà không bằng lòng là cái tổ chức đó banh chành liền, phước sạch luôn. Con người ở trong một tổ chức đó phải dạy người ta, chứ không phải là mình đem người ta, mình đưa ra để đi tìm kiếm việc để đem cho mình, đâu phải đâu. Sai rồi. Phải dạy người ta tin nhân quả. Phải dạy người ta sống nhất tâm, nhất nguyện, sống cho đúng với lương tâm, thì tổ chức đó thịnh lên liền. Tổ chức tức khắc thịnh. Và người vô tổ chức sẽ bình an và an lạc liền. Và quý vị đi đến cái nơi tổ chức đó, quý vị sẽ thích, thích dữ lắm. Còn nếu như quý vị vô một cái tổ chức nào với ở, mà tổ chức đó con người được dạy cái hai mặt, sống hai lòng, vô là bị dội ra liền. Vô là đi liền. Nhà nào thôi, hai vợ chồng mà sống hai mặt đi, không bằng lòng nhau đi, vì lỡ nhà nó ở đi không vợ được. Nên Phật Pháp phải dạy người ta nhân quả để con người ta nhất tâm mà sống. Nên ngày xưa những Đức ở một cái nơi tổ chức, tại sao quý vị đến đông gì? Quý vị đến là thấy bình an gì? Nơi tổ chức nó quy nhất một hướng luôn, một điểm màu. Cái này là cái tâm quyết mạnh lắm đó quý vị mới làm được đó. Còn nếu không là nó chia ba xẻ bảy hết. Tuy nó hình thành là như vậy nhưng thật sự nó đang lụng bại nằm bên trong. Giống như một con người quý vị nhìn thấy khỏe nhưng ung thư bên trong nó ăn sạch hết. Nên khi quý vị ở một cái nơi nào mà Phật Pháp đưa ra là phải dạy nhân quả. Phải dạy nhân quả. Nhân quả nó không phải hoàn toàn đúng, mà nhân quả nó đi vào định luật tự nhiên. Giống như đi đoạn đường bằng và đường vòng, đường ổ gà, thì định luật nhân quả của đời người nó cũng y rang như vậy luôn. Có những lúc họ rất là tốt, nhưng có những lúc họ rất là xấu. Cái xấu này cũng của họ cũng chưa chắc họ muốn xấu, mà theo cái nhân quả đó họ phải như vậy đó. Thật sự con người không ai mà muốn lấy bùn chay vào mặt mình. Không có ai đi muốn lấy chồng người khác để bị chê cười chứ. Không có ai muốn làm cái chuyện tầm bậy chứ. Nhưng vì cái nghiệp duyên con người nó phải theo chiều hướng như vậy đó. Nhưng mà cái đặc biệt của con người là phải đứng lên khi mình vấp ngã. Và dù bùn có dính vô mặt đầy đi chăng nữa, cũng phải dùng nước từ bi của Phật để rửa từ từ. Rửa giết rồi nó cũng sạch thôi. Thì con người như vậy nó sẽ làm tấm gương cho người khác. Bao nhiêu con người bị dính bùn sẽ có cơ hội. Nếu như bạn nghĩ rằng mặt bạn không bao giờ dính bùn, thì cõi đời này bao nhiêu người hư hỏng, ai sẽ là người có cơ hội đấy? Tại sao Phật Pháp có người thì, Phật thì thị hiện là không tạo nghiệp, có những vị Phật thị hiện lại tạo nghiệp. Là vì sao? Vì hai mạng đó nó có cái sự giáo dục nhân quả căn bản. Nên mình học Phật mà mình đưa lên một tiêu chuẩn cao mà mình quên bản thân mình còn không có tiêu chuẩn đó. Quý vị biết rất là nhiều người trong cuộc đời này mình không có tiêu chuẩn gì hết, mà mình đi lấy cái tiêu chuẩn mình đi đặt cho người khác. Đặt cho người khác đó. Có những người, người ta cũng có thể chê bai những đức hư hỏng sai lầm,
mà giờ khuyên người niệm Phật. Những đức nói nếu quý vị ngồi đó mà làm gì, những đức đã đi xa rồi, những đức đã đi rất xa rồi, quý vị vẫn còn dẫm chân ở nơi đó và thụt lùi lại. Hãy hết sức là cẩn thận, hết sức là cẩn thận. Thật sự mà nói, có những con người quý vị thấy người ta sai, chưa hẳn là người ta dẫm chân một chỗ đâu. Sự tiến của người ta tiến còn dữ hơn người bình thường nữa. Thật sự. Nên từ nơi đó đừng bao giờ đi nhìn lỗi lầm người khác để bản thân mình thụt lùi, mà hãy tranh thủ thời gian của thọ mạng cuộc đời sẽ đến với mình đó. Phải nhớ kỹ điều này đó, hết sức là cẩn thận. Nếu mà nghĩ được điều này thì sẽ tinh tấn liền à, siêng năng niệm Phật liền à. À, nhớ kỹ cái câu này rất hay nha. Đừng bao giờ đặt tiêu chuẩn cho người khác, hãy đặt tiêu chuẩn cho mình á. Đừng có đi đặt tiêu chuẩn cho người khác. Nhiều vị trưởng đoàn dẫn người đi tu, nghe câu này nè, đừng đặt tiêu chuẩn cho người khác, hãy nhìn lại mình á. Bản thân mình chưa làm được như người ta nữa đó. Khi đụng chuyện bản thân mình còn chưa thật sự đối mặt sự thật của nó nữa đó. Cái đối mặt với sự thật xấu xa không dễ đâu. Cho quý vị biết đó. Quý vị nghĩ rằng là quý vị trong sạch lắm à, giấu thôi. Dám đối diện với cái xấu xa mới là người đáng sợ nhất trong cuộc đời. Nhớ kỹ, dù có lún sâu trong bùn nhơ phải có trồi lên mà sống. Đó mới thật sự là kẻ mạnh thật sự. Nên từ nữa đó Phật Pháp cho mình một cái dũng khí mạnh mẽ. Quý vị nên dũng mạnh tinh tấn lên. Dù cái khổ đau gì trong cuộc đời có đè dẹp mình đi chăng, nhưng tâm mình không khổ. Vì một đời sẽ đi qua ngắn ngủi lắm. Chúng ta phải về thế giới cực lạc thôi. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúc quý vị an lạc nha. Chúng ta gặp nhau cực lạc nha quý vị. A Di Đà Phật.